Du lịch xanh là loại hình du lịch giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học và phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đây là định hướng của du lịch Ninh Bình hướng tới sự phát triển một cách bền vững và hiệu quả. Trồng cây xanh là một hoạt động ý nghĩa được triển khai tại lễ hội Tràng An năm nay, qua đó góp phần bảo vệ thiên nhiên, các loài sinh vật hoang dã và môi trường sinh thái cho di sản. Hoạt động này đã được lan tỏa tới du khách bốn phương khi về tham dự lễ hội. Phải nói là tôi đã khá may mắn khi được tham gia lễ hội trồng cây ở đây. Nó rất là ý nghĩa, mọi người cùng hòa nhạc, nói cười vui vẻ, sôi động. Những cây xanh này sẽ nhắc nhở chúng ta yêu quý thiên nhiên nhiều hơn. Bảo tồn thiên nhiên, đề cao giá trị di sản. Đây là cách mà Ninh Bình đang nỗ lực triển khai cùng các giải pháp đồng bộ để phát triển du lịch bền vững. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân và du khách về trách nhiệm, ý thức bảo tồn cảnh quan môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, xây dựng các tour tuyến trong vùng di sản, giảm tải áp lực, không để du khách tập trung quá đông tại một thời điểm. Đặc biệt, huy động cộng đồng cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên. Các tour du lịch như về nhà với hoạt động tái thả động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, tìm về cội nguồn, gắn kết di tích đền Đức Thánh Nguyễn với trải nghiệm làng nghề sinh dược của huyện Gia Viễn. Những cái tour tham quan các di tích lịch sử về nguồn rất là ý nghĩa. Và hợp tác xã sinh dược của chúng tôi cũng rất là may mắn là được là một trong những mắt xích, một trong những địa điểm nằm trong tour hành trình trải nghiệm đó. Mỗi du khách sau khi được trải nghiệm thì sẽ hiểu biết rõ hơn về văn hóa lịch sử của địa phương cũng như là văn hóa cùng dùng dược liệu của địa phương. Và du khách cũng có thể chính mình trải nghiệm và thu hái và tìm hiểu các cây dược liệu mà chúng tôi đang canh tác. Thực tế cho thấy du khách đến tham quan các di tích, cảnh quan thiên nhiên mới chỉ cảm nhận được một phần rất nhỏ về giá trị điểm đến. Còn khi được trải nghiệm, làng nghề sẽ giúp du khách khám phá câu chuyện văn hóa nguồn cội ở địa phương để từ đó trân trọng hơn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Thì ở đây khi mà mình được trải nghiệm, vừa được đi tham quan xong rồi vừa được tham gia làm xà phòng nữa thì cảm giác là những cái trải nghiệm rất là mới mẻ và rất là thực tế. Và cảm giác như là đi làm xong rồi cảm giác vui vẻ và xóa tan đi luôn những mệt mỏi của những ngày đi làm trong tuần. Phát triển du lịch xanh, sạch, gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường không chỉ mang lại lợi ích cho hiện tại mà còn gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau. Sự tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp đã góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của miền đất di sản văn hóa, thiên nhiên đến thế giới, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.